Rồi hôm nay sẽ cận cảnh làm nồi chiếc Fuel 125. Fuel 125 halogen nha. Rồi. Một. Với lại chiếc Fuel chờ ít. Để sạch. Chiếc Fuel chờ ít. Rồi. Rồi cái này là làm nồi với sấy xúc bắp nè. Rồi như vậy thôi. Rồi chút làm gì nữa bấm thêm. Rồi anh em nào mà có làm gì thì liên hệ cho mình hai số này nha, mua bán đồ, mua đồ gì đó là cũng liên hệ hai số này, rồi liên hệ sửa xe, liên hệ Zalo hai số này hết cho mình. Rồi nồi này có nốt bóc tem lần nào chưa anh? Chưa. Rồi chưa bóc tem luôn nha, mình tháo là lần đầu luôn nha. Rồi, rồi bóc tem em nó luôn. Rồi mặt tiền đường Lê Văn Lương nha anh em. Đang ngõ 3 chợ Nhân Đức á. Đối diện với biệt thự. Đó. Rồi anh em nào mà kiếm tiền sửa xe mình thì kiếm cái số là 1841A nha, đừng có kiếm cái số kia nó sệt, nó sẹt sẹt tùm lum đó là số cũ hồi xưa nha, ở nhà bè hồi xưa nha. Rồi con phiêu chờ này thì mình sẽ dán bố ba càng với lại thay bố lá thôi. Không bố này thì xe này còn zin hết đó, lâu rồi. Nhớ mình thay lâu chưa? Trời đi. Thì anh em làm nồi nếu mà anh em mà có thay nhớt rồi á thì thay nhớt mới mấy ngày thì có thể là mình giữ lại nhớt để mình châm lại, còn lâu quá thì nhớt đen quá thì anh em thay thì mình thay luôn, đó tùy anh em mà. Rồi bây giờ mình sẽ xiết này vô rồi đạp chân xiết luôn đi, chưa đạp chân lại lấy sóng xiết đi anh em ha. Cái cục này là chỉ có 260 ngàn thôi nha anh em. Rất ok nha. Rồi thì ở đây là xúc họng phun với kim phun. Thì kim phun này là mã của nó đó. Nếu đúng mã của nó là nó xài chung với RS110. Bây giờ mình lên đúng cái mã của kim 125 nha. Rồi mình sẽ reset lại ISO cho ảnh nè. Xúc họng phun kim phun. Rồi vậy đi ha. Rồi vậy. Nồi thì làm nồi thôi. Rồi bạc đạn là bà đạn xịn nha anh em. Đó. Rồi bà đạn hoàn toàn là xịn nha. Rồi chuông này hơi gờ thôi nha anh em. Rồi cái nồi này cũng đã làm rồi anh em. Nồi thì tuột dữ lắm nha anh em, chạy giặt ba. Rồi chuông thì không biết dán sao, thấy cũng mòn á, thôi dán lại luôn đi cho chắc cú đi. Rồi dán lại luôn nha anh. Rồi vậy nồi này là cũng thay bố nồi thôi, cũng như vậy thôi. Rồi xe này là phải sấy xúc bắp rồi lại nè, với lại xì xin rồi thay xin thôi. Sấy xúc bắp chắc xúc cái họng lại nó chạy nó ngon nè. Rồi vậy thôi. Rồi đi dán con thì để làm đó cho. Tháo đầu ra để mình sấy xúc bắp rồi thôi, cạo khói thôi. Thì đây là cái đồ mở Buri kênh Tony ha. Thì anh em nào mà muốn mua là mình có bán luôn nha. Đây mở bằng cái này cũng được nè anh em. Đó. Mở bằng cái này cũng được. Rồi ha, anh em cũng có thể là lấy 19 này này vô cái đầu này cũng mở được luôn. Nếu mà cái bẩn xe anh em còn. Đó, anh em có thể mở bằng cách này. Đó. Rất là tiện lợi ha. Còn anh em mấy cái đồ vết ở trong xe là anh em mở cái bữa là nó gãy sứ buri á, anh em chỉ cái tu vít vô á, anh em mở là nó gãy sứ buri nha. Rồi bây giờ mình sẽ rớt cái đầu ra thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thay 4 lá bố mới cho chiếc Fuel 125.
nha, chuyến này. Rồi bây giờ mình sẽ thay kim phun 125 với lại gắn họng phun này vô, hay là vậy là cũng xong rồi đó. Rồi, rồi nồi đồ thì mình canh hết rồi. Đây, đây xe này cái họng phun rất là dơ nha. Rồi mình sẽ xúc bằng cái dung dịch chữ B này nha, xúc bình xăng. Rồi bây giờ mình sẽ vô nồi thôi. Rồi mình đập lốc nồi vô thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đập lốc nồi vô thôi. Rồi. Kia thì đang sấy xúc bắp. Xe đây là gắn kim phun của 125 rồi nè. Nếu mà đúng của nó là nó ăn gian, nó gắn kim phun 110 thôi nha. Rồi chạy thử coi nó có thay đổi gì không. Rồi sau khi mà mình gắn thử kim phun của 125 thì mình thấy nó chạy nó có mạnh hơn, nhưng mà không biết chút mình tháo buri ra coi nó làm sao. Thì cái này quá trình chạy chắc cũng phải lâu lắm mới nói chính xác được cho anh em. Thì mình tháo buri ra mình coi thôi, coi có khô hay không coi. Còn nếu mà nó đen là dư xăng dữ lắm. Cái quá trình này phải chạy lâu cả khoảng một tuần hoặc một tháng mới nói được chính xác được nha anh em. Thì trời đang mưa lâm râm, mình đi xả nước cứu thân. Rồi bây giờ mình sẽ sấy xúc bắp xe này thôi. Thì xe này bị xì hai cái ron sim nắp xúc bắp này, chốt mình thay thôi. Đó, chiều anh em cứ lên hỏi hoài là sao mà cái sim này, sao mà cái đầu lát nó ướt vậy. Thì nó thường nó xì hai cái nắp này thôi, nó có hai cọng sim hình kia. Rồi với lại nếu mà phiêu chờ mập thì nó xì ngay chỗ bên nắp tròn, nó cũng có cọng sim đó. Còn phiêu chờ neo, phiêu chờ ít thì nó xài bằng ron aluminium, ron giấy. Rồi mà đạn cam phiêu chờ ít này là bằng phiêu chờ neo là 6905 với 6902. Thì mình sẽ thay là tay nờ nha anh em. Rồi mình đóng vô rồi mình cho anh em coi nha. Rồi đã thay bạc đạn rồi nha anh em. Rồi giờ mình vô dàn đầu bò để mình vô cất rồi. Rồi mình sẽ thay 4 lá nồi mới. Hàng này là không phải hàng zin nha, mà hàng công ty thôi, nhưng mà cũng rất ok. Hàng này thì không có cước nha anh em. Rồi, không có cước. Rồi họng phun là xúc sạch rồi nha anh em. Rồi nha, xe này là thay bộ chén cổ luôn. Mình sẽ thay bộ chén cổ là Honda Badfoot coi nè, bộ Badfoot. Thì ở đây là ngày xưa mình có chế một cái đồ để lóc kê chén cổ nè, 2 trong 1 nè. Mình lồng vô để mình khỏi tháo dần áo để xiết hai con tán cổ lóc kê với nhau nè. Là đưa cái khúc nối lên đây nè anh em. Nói vô đây là mình sẽ xiết được, mình chịu con tán ở ngoài nè, mình quay để tiện nè. Rồi cái này là con tán dưới nè. Mình có bán cái bộ này luôn, là tiện CNC rất là đẹp, là si rất là đẹp nha anh em. Là gồm những cái khẩu nè, khẩu 8 cạnh của Honda nè. Rồi cái khẩu này là 4 cạnh để bắn con tán dưới nè, để xiết con tán dưới nè. Anh em hoàn toàn có thể luồn vô để lóc kê nè. Luồn vô để lóc kê nè, luồn vô là lên đây luôn nè anh em. Đó thấy chưa. Rồi luồn vô nè, nó lồi lên nè anh em. Rồi nó lồi lên để anh em lóc kê nè. Rồi ở đây là xài luôn được SYM nè, với lại leader của Honda Nhật nè. Đó, tán lớn nè. Thì cái bộ này là mình có bán luôn, có gì anh em liên hệ Zalo để mà có thể mua hàng này nha. Rồi hàng này là xài rất ok nha. Đây là con tán của Honda Nhật nè anh em. Đưa vô nè anh em. 8 cạnh nha.
Rồi mình có bán tiếp của Trung Quốc là 6 cạnh luôn, mà cái khẩu lồng này luôn nha anh em. Cái này gọi là bộ khẩu lồng lóc ghê 2 trong 1 nha anh em. Đây là con tán dưới nè. Tán dưới nè là mình đưa vô cho anh em coi nè. Con tán dưới nè. Là cái này bị đục quá nha. Anh em làm vậy là thiếu chuyên nghiệp. Nè anh em, nè đưa vô nè. Ngay ngắn luôn nha. Đó. Đó thì như thế này thì mình có thể là lóc kê được 2 con một lúc. Đó. Mình trồng này lên trong cái bộ chén cổ nó như thế này nè. Rồi mình sẽ trồng này vô luôn, mình sẽ lóc kê được 2 con. Đây, em thấy chưa? Đó. Mình mà khỏi cần những xe mà cái dàn áo bích bùng như là Leader rồi Attila hoặc là những chiếc xe mà Alac đồ, anh em khỏi tháo dàn áo rồi, anh em tháo bờ cổ rồi có thể anh em dùng cái bộ này là anh em có thể làm được rồi. Rồi bây giờ là mình đã canh cam chỉnh cò đồ cho xe này hết rồi. Thì giờ là gắn họng phun vô nữa là xong rồi nha anh em. Thì xe này là xúc họng phun kim phun. Lồng gió thì không dơ cho nên mình không có thay nha. Rồi. Giờ mình sẽ qua ráp nồi thôi. Phần này là xong hết rồi. Rồi thay hai cọng xin nắp xúc bắp. Rồi bây giờ mình sẽ ráp cơ cấu vô nồi rồi nắp chụp lọc dứt ly tâm này vô thôi. Cái này cũng làm xong rồi nha, chiếc Future X nè. Rồi tổng thiệt hại xe này là làm nồi, thay vào đạn cam, sấy xúc bắp, xúc họng phun, kim phun. Rồi làm chén cổ, để xiết cổ lại nữa, mình để mình chạy chút nữa mình cười không nữa. Rồi. Rồi gắn thắng xíu cổ lại cái đã ha. Rồi cầm xíu cổ lại cái đã. Rồi mình chạy thử cái này mình mới ráp vô giao cho khách thôi. Rồi máy cũng hơi ấm nha nè. Chạy ga nó bị kẹt. Chạy cũng khá mượt nha anh em. Xe chạy cũng khá mượt. Rồi mình đi xả nước cứu thân ở đây nha. Rồi xả nước cứu thân xong mình sẽ kết thúc video. Rồi thôi vậy xe này là cũng được tới đây, mình đi xả nước cứu thân cái mình về mình ráp mình giao cho khách thôi. Rồi. Thì kết thúc video tại đây nha anh em ơi. Chưa rồi ăn cơm cái. Thì anh em nào mà sửa xe thì liên hệ hai số này nha. Sửa xe hay mua đồ gì á, liên hệ hai số này. Thì đồ mình mua về để mình về để bán rất là nhiều, cảo hoa lăng nè nha anh em, rồi dụng cụ ép chén cổ thì tùm lum hết á, rồi những cái món cái nãy mình giới thiệu anh em á thì anh em có nhu cầu thì mua thôi. Rồi mình cũng mới về cái đồ cảo dên, mình mới lên clip á, cảo dên mà khỏi cần khò lóc á thì anh em có thể là mua để phục vụ sản xuất nha anh em, để phục vụ công việc cho anh em. Rồi xin chào anh em.